Con người người ta có khi cả đời người ta cắm đầu cắm cổ cứ là cái gì? Lao theo vật chất. Giết rồi nó phiền não nó thành một đống luôn. Có người sống trong phiền não, chết trong phiền não, đọa lạc trong phiền não. Còn mình thì nhờ nghe đạo nó mở thông vô đó ra. Vì thấy nó cần thiết không? Nó quá cần thiết luôn. Một cái việc gia đình, một cái việc xã hội thôi, bao nhiêu chuyện phải giải quyết. Vào trong chỗ làm đụng bao nhiêu sự việc. Mỗi một cái công việc làm nó đều có cái sự đụng chạm, hơn thua đấu đá tranh giành, đủ chuyện hết chứ. Đi coi, con người tranh danh đoạt lợi đủ chuyện. Mình nghe đạo, mình tu hành rồi giết, đúng là mình nhìn thấu cuộc đời này. Cuối cùng một hơi thở thở ra, không hít vào cái gì là của bạn, nhưng cái ngã con người không ai chịu thua ai, không ai chịu thua ai chứ quý vị. Nên những đức nói rằng trong cuộc đời này cái người mà khôn ngoan, những đức nói quý vị làm một công việc gì, nó đã có được một số điều kiện sống ổn định thôi, nghỉ rồi xong mình làm cái việc gì la rai, không có cần thiết làm nhiều nữa. Quý vị nhìn cái sự cống hiến nó có đặc biệt hay không? Nhân đức nói sự cống hiến lớn nhất trong cuộc đời mình, quan trọng nhất là gì? Hoài bão, đó là niệm Phật. Đời này phải giảng sanh. Đó, đây là cái hoài bão lớn nhất của đời người. Mà gây dựng được cái hoài bão này là những cái việc kia nó sẽ nhẹ bớt đi. Mà nhẹ bớt đi cái cõi đời này là quý vị sẽ đỡ phiền não. Đỡ phiền não. Nên những đức nói phải nhìn vào cái vật chất cuộc sống của mình. Nó mà ổn định rồi, không có nên lao theo công việc nhiều quá. Thật sự mà nó còn giữ được hơn. Có những con người đúng ra sống ổn định đầy đủ, nhưng mà không biết đủ, mắc cách gì lắng chài, mắc sạch luôn. Do không biết đủ mà sanh ra cái nghiệp, không biết đủ mà cuối cùng mắc sạch hết luôn quý vị. Ổn vô cùng, thấy không? Nên con người mình nghe đạo phải bình tĩnh suy nghĩ. Bây giờ mình nói gia đình mình một hai người này với của cái vật chất này sống chừng nào hết. Giờ biết đạo, biết tu nữa, ăn chay niệm Phật, dưỡng được cái tâm, làm công việc gì mỗi ngày lai rai, sống làm sao dưỡng được cái tâm. Có nhà ở ổn định, gánh gỏi chạy đến chùa tu rồi xong chạy về gì. Nhưng đức nói với quý vị mà nuôi dưỡng được cái tâm vậy, những đức nói với quý vị không bao giờ quý vị khổ. Cả đời mà nuôi dưỡng cái tâm vậy, đúng là quý vị sống trong cái thời thế này mà mình quá thông minh luôn, quá thông minh luôn. Đến chùa cứ chung, đừng có dính vô việc gì ở trong người tâm bảo sâu quá. Cái gì thầy nhờ à làm được, đừng có dính vô nhân sự tùm lum, đừng có quen thân với người trong chùa nhiều quá. Chung thôi, đừng có quen thân với ai nhiều quá. Còn thí dụ như mình muốn tặng cúng dường cho cái gì trong chùa rồi đều đưa cho thầy, để thầy tự phân phát, chứ mình đừng có tùy tiện. Mình vô chùa mà ai hỏi xin gì mình tự cho, mình giấu thầy mình cho, không có nên. Đừng có làm gì chuyện tầm bậy quá. Mình làm gì là mình chuốc phiền não, mình chuốc phiền phức. Nhưng đức chỉ quý vị nè, cái ban đầu quý vị tùy tiện gì, về sau quý vị cứ tiếp tục. Rồi bị giấu ông thầy, bị cứ giấu hoài. Rồi sau này hỏi xin hoài, vì không cho, không cho là sanh phiền não. Còn cái này là quý vị cúng dường là đưa cho thầy, thầy đâu có kêu gọi mình, cúng dường mình đưa cho thầy, thầy tự đưa ra. Họ mình không có dính, nhưng mà cái vô hình chung là mình làm. Mình làm là duyên phước nó tự có rồi. Phật pháp thì phải tin chỗ này. Nó tin ngay cái chỗ là phát tâm là nó sẽ có. Chứ không phải là phải cần người ta biết gì đâu. Hiểu không? Nên nhiều người đi chùa mà quý vị nghe điều này, những đức hướng dẫn quý vị là quý vị lợi ích rất là lớn. Quý vị sẽ không bị trở ngại. Còn nếu không khéo quý vị tùy tiện bị kết duyên cô này cô nọ, chú này chú kia thầy nọ, bị thất bại liền. Sau này có gì họ gọi mình, họ nhờ mình hoài, mình không đồng ý là nó sẽ trở mặt. Lúc trước được sao bây giờ không được? Thà mình nói duy trì là ngay cái điểm chính của ông thầy, nó thành công dữ lắm quý vị. Nên chùa mình nó ổn định ngay chỗ tăng không có nhận cúng dường là gì sao? Vì như đức lo cho họ chứ họ nhận chi? Người ta cúng dường là cúng ngay tam bảo. Nên chùa mình mới được yên. Còn nếu quý vị để họ có tiền thì họ phải mầm mọc đi đồ này đi đồ kia đi đồ nọ về nhà. Có tiền mà, tiền mà không xài để trong túi nó nhột nhạt. Thà họ không có tiền, mình lo họ đầy đủ thì họ yên họ tu. Cái này là cái tuyệt chiêu đó quý vị, đặc biệt luôn á đó. Tại vì họ ở một nơi mà, chứ đâu phải là đi ngoài đời. Đi ngoài đời thì phải cần có tiền. Còn ở một nơi người ta lo hết trơn rồi. Người ta bố trí người nào ra người nấy, nhân sự nào ra nhân sự nấy. Đó là một cái quy mô quản lý mà đông người mà ổn định. Đây rất là quan trọng quý vị, rất là quan trọng.
Nên như Đức thường nhắc chúng cái quy củ rất là quan trọng. Hàng Phật tử gì mình đi đến đâu, mình gặp người trên, mình hỏi han đàng hoàng. Mình không có dám tùy tiện. Mình tùy tiện là mình dễ phạm phải cái mít lòng với ngôi Tam Bảo. Mình tùy tiện mà. Mình làm gì mình hỏi ai nói được mình. Còn được được thì thôi. Đừng nên tùy tiện. Nên những đức nói rằng càng làm vai trò coi chúng lãnh đạo, những đức mới thấy càng thông cảm với người lãnh đạo, vì họ có cái khó của họ. Chỉ cần một người không chấp hành theo quy củ mà họ không sắp xếp thì nhiều người kia đứng lên thì phiền phức, rất phiền phức. Nên họ phải có sự sắp xếp. Nên khi làm việc cho công chúng, cho đại chúng thì nó không còn tình cảm cá nhân. Có người có tình cảm cá nhân có làm việc cho công chúng được, quý vị à. Tình cảm cá nhân là không bao giờ làm việc cho công chúng được đâu. Phải nhớ, nó không có tình cảm cá nhân nó mới làm việc cho công chúng được. Có tình cảm cá nhân không bao giờ làm việc cho công chúng được. Phải nhớ 100% luôn. Khi mỗi một người mình nhận thức được chỗ này, quý vị sẽ thành công rất là lớn luôn trong con đường tốt. Còn nếu không thì nó đi trên đoạn đường này khoảng thời gian nào nó cũng rớt à. Nên nó phải duy trì cái quy củ, duy trì một cái chấp hành nội quy của chùa đưa ra. Nó như vậy thì con người mình sẽ đặc biệt dữ lắm luôn, rất là đặc biệt. Nên mỗi một Phật tử mình đi về chùa, thầy chỉ dẫn là mình nghe. Ai mà nói này nói kia mình phan hả nghe. Mình nghe tùy tiện, đây đâu phải là cái người có trách nhiệm hướng dẫn mình đâu. Mình tin một người, mình hướng dẫn một, học tập một người thôi. Vì thì góc độ học tập của mình, đầu óc mình nó không bị căng thẳng. Nên nhiều người học tập đụng ai cũng nghe, đụng ai cũng học, viết nó phân vân ra. Tại ai cũng nói có lý chứ không biết học cái lý nào. Cái đó mới là cái khổ. Cái thất bại ngay cái chỗ là ai cũng nói có lý, bây giờ không biết học cái lý nào. Không, thất bại là ngay chỗ đó nghe. Bị căng thẳng. Nên mình chỉ cần chọn mục tiêu mình áp dụng, có kết quả mình cứ nhắm ngay mục tiêu mình áp dụng. Thí dụ như Đức giảng vì nghe có kết quả, có niềm vui, có sự an lạc, có cơ sự cởi mở, thì cứ nhắm ngay mục tiêu gì, cứ học hoài học hoài học hoài, càng học nó càng phát lên, tiến lên. Mà càng ngày có người nó càng cởi mở nhiều phiền não ra, thì vị thấy có kết quả, cứ tiếp tục như vậy, nghe pháp niệm Phật, cứ như vậy mà làm, cứ như vậy mà làm thôi. Thí dụ như có những người, người ta muốn thỉnh tượng Phật đồ này kia, người ta thờ tượng Phật trong gia đình là quá đặc biệt. Như Đức đặt một bộ là 1.000.000 bạc tặng với quý vị. Người ta muốn thỉnh, quý vị nói trời ơi, mình thỉnh tượng Phật, mình dành thời gian mình đi đến chùa, mình thỉnh tượng Phật, nghe thầy hướng dẫn một cái chứ. Quý vị coi, bây giờ muốn thỉnh tượng Phật mà lỡ chùa một lần không lỡ gì, có người này làm sao thờ Phật. Quý vị coi, thí dụ như bây giờ một người này muốn thỉnh ông thầy đến chùa người ta giảng pháp, hoặc thỉnh đi đến đó để nghe pháp, mà người này không cung kính, quý vị có lỡ giảng có bằng không à. Có những vị trưởng đoàn không hiểu, gặp như Đức nói thầy bước ra xe, thầy nhắc mấy người trong xe giùm con vài câu của thầy. Nhưng Đức nói trời muốn làm chuyện vô duyên cái gì. Tự nhiên người ta nghe đạo thì người ta lỡ người ta nghe, tự nhiên bây giờ kêu mình là ông thầy phải ra tới xe để mà nhắc người ta giùm. Nó không biết ông ở đâu trên trời rớt xuống bạch trợn. Nên nếu mà nghe lời họ mà chạy ra xe thì đúng là mình khùng ba lơn. Hiểu chưa? Nó ngu gì ngu chứ, nó cũng phải nhìn nhận ra chứ. Đó nên mình nó phải hiểu biết. Cái Phật pháp là nó tùy duyên, chứ sao mà phán duyên được. Nên cái người làm việc cho công chúng, cái người làm việc cho đại chúng mà có tình cảm cá nhân là không bao giờ mà làm việc được thành công cái gì. Cái người sống mới có tình cảm, nhưng cái tình cảm nó đặt đúng nơi đúng chỗ. Còn nói mà tình cảm gì cá nhân mình này kia rồi mình không có làm gì cho công chúng được. Con người phải nghĩ rộng kìa. Đó. Nên cái trách nhiệm của người lãnh đạo là người ta nghĩ rộng quá. Nên đối với người thân người ta có khi người ta cũng cứng nhắc. Tại vì sao? Vì người ta giải quyết từ người thân người ta được, người ta mới làm việc được với mọi người. Người thân tôi còn giải quyết được kìa, chứ mấy người. Còn nếu như đối với người thân mình quá ưu ái, thì ai phục mình đây? Mình ưu ái người thân mình quá, mình nghiêm khắc với người ta không phục mình. Nên nhớ, cái việc này rất là quan trọng. Nên con người đi đâu mình phải hỏi han lễ phép, về chào hỏi đàng hoàng. Cái lễ phép nó rất là quan trọng nha quý vị. Đừng có tùy tiện dạy con cháu cái lễ phép, cực kỳ quan trọng luôn. Nói lời chân thật, đừng tham, lễ phép. Ba điểm này là ba cái gốc để thành công đời người đó quý vị. Bỏ ba cái gốc này là tiêu liền, thất bại liền. Nên những Đức nói mấy anh em làm việc bên cạnh, nói cẩn thận, làm cái gì cũng phải cẩn thận.
Làm cái gì nó cũng phải cẩn thận. Hàng Phật tử cũng vậy. Mình làm gì mình phải cẩn thận. Đừng có tùy tiện. Đừng có tùy tiện. Thí dụ như một buổi giảng của người ta gì cũng tâm huyết. Mình chỉ càng không cẩn thận thu âm bỏ buổi giảng của người ta thì mình thấy bản thân lương tâm mình cũng cảm thấy nó kỳ. Mình lên ngồi buổi giảng mình giảng dễ không? Mình lên mình giảng thử đi. Cái tâm huyết mà người ta giảng một bài pháp mà mình làm bỏ đi một bài pháp là mình nghĩ mình tổn cái nào chứ? Nó có thể để là lâu, thiệt là lâu. Hoặc một bài pháp đó khi mấy chục ngàn người ta coi, mình làm mất một bài pháp. Nó từ nơi đó đã đoạn mấy chục ngàn người ta coi bài pháp. Nên cái việc làm mình là phải làm cho nó kỹ. Làm cho kỹ dù còn nhỏ nhưng phải luyện được cái tính tỉ mỉ với kỹ. Chứ đừng có tùy tiện. Tùy tiện rất dễ thất bại. Có khi mình gom góp tích lũy 10 năm 20 năm mà mình sạc đổ một phát mắt sạch, không còn tồn tại. Nên mỗi một con người cái quy củ sống trong tam bảo nó quan trọng lắm. Cái quy củ sống rất là quan trọng. Ví dụ như chúng chùa đồ, hay mình hẹn gì với ai, mình là đệ tử, mình là cấp dưới, mình phải luôn luôn chú trọng cái việc đi trước thời gian, cố gắng tranh thủ trước thời gian. Còn mình bị kẹt xe này kia là mình cho một cuộc điện thoại liền, cho em xin lỗi, bây giờ em đang bị kẹt xe quá trời đi không được. Đó là con người nó quy tắc, người ta thông cảm với mình. Còn thí dụ như mình để cho mọi người ta chờ mình thì đó là mình có lỗi. Có lỗi. Nó xã hội bị nghe bị cần thiết không? Có người đừng có tùy tiện những việc nhỏ đó. Khi mình gặp như những người ta khó khăn mình sẽ bị trở ngại lớn. Nên một ông thầy hợp công việc của chùa mà mình đến mình ngồi mình đợi là nó đúng nguyên lý, tại vì học trò, người đệ tử, người cấp dưới. Còn ông thầy đến rồi mà mình chưa đến là mình lỗi đạo. Nên thí dụ như hàng Phật tử quý vị có thể ngồi chờ những đức nửa tiếng đồng hồ để qua giảng pháp cho quý vị nghe được. Nhưng những đức qua mà ngồi đợi quý vị là nó sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn. Thầy qua thầy chọn ra trò nó sẽ bị lộn lạo. Quý vị phải hiểu nguyên lý này. Cái tâm cung kính, cái tâm lắng nghe, cái tâm mà thính pháp đó là cái tâm đó là công đức phước báo lớn. Mình đi về chùa một buổi cơm mình ngồi ăn ở trong chùa nó cũng có phước. Mình được ngồi trong mảnh đất Dạ Lam ăn cơm, đời đời kiếp kiếp mình được sanh trong mảnh đất Dạ Lam. Nên chứ mình đừng có dội vàng, mình lỡ mình tu cái là mình tranh thủ mình chạy về đó. Nên từ nơi đó mà mình đi đến chùa mình phải kết duyên. Mình vô nhà ăn rồi mình ngồi, từ khi nhà ăn đầy mình ra ngoài mình ngồi, ngồi xung quanh chùa cũng là ngồi trong mảnh đất Dạ Lam. Ăn cơm xong mới đi về. Từng về đến chùa được có một lần à. Mình đến chùa mình ngồi trong ngôi nhà Tam Bảo để mình tích tụ năng lượng chứ. Chứ mình dạy gì mình đi chạy về nhà liền chứ à. Ôi ơi, về nhà gì ngoài đời nó bao nhiêu việc. Cái từ trường nó cũng làm ảnh hưởng cái tâm mình. Mình đi vô chùa, mình tu ra rồi mình xuống mình kiếm cơm rồi mình xuống nhà ăn. Mình tranh thủ mình xuống nhà ăn mình có chỗ ngồi liền. Xuống nhà ăn mình ngồi có chỗ ngồi, nhà ăn ngoài nhà ăn trong có chỗ ngồi liền. Thì khi đầy thì những đức bố trí cho các cô chỉ quý vị ra, hoặc là đưa hộp cơm cho quý vị ra ngoài ngồi. Còn mình phải vô nhà ăn mình ngồi tranh thủ xuống nhà ăn. Lì rề chí. Mình ngồi mình ăn trong mảnh đất Dạ Lam, mình kết duyên đời đời kiếp kiếp của mình. Tái sinh là cuộc đời này đều là ở trong mảnh đất Dạ Lam. Phước báo lớn mà. Trong chùa mới phước báo lớn. Vì thấy không? Mình làm lụng cực khổ mình vô chùa mình nó cúng dường đúng không? Chứ mình ngoài đời có ai nói cúng như mình không? Đó. Người ta nói người ta cúng nghĩa là mình phải là người cao người ta mới cúng. Còn ngoài đời có ai cúng như mình đâu. Người ta nói cho mình không? Khi người ta tiền, người ta liền gì người ta đưa mình. Người ta công nhận không? Đó là những điều đó. Suy nghĩ. Thì mỗi Phật tử, người trong chùa đều trân quý. Mình đều có sự cung kính, trân quý. Điều đó tốt chứ lắm. Có những người vào trong chùa mình, có những đứa bé, thí dụ như cha mẹ nó dẫn đến, nói những đức nghe cháu này như bị bệnh đau,
hay bị bệnh mà giống như đầu óc nó chậm phát triển hoặc cơ thể chậm phát triển. Mà từ khi những đức gặp những trường hợp đó, những đức khuyên họ niệm Phật hoặc là đeo cái máy niệm Phật cho cháu, như điển hình ở bên đạo tràng niệm Phật bên Đại Tùng Lâm, có một thằng bé nhỏ 5 tuổi bị bệnh đau, mà mẹ của nó dẫn nó đi qua chánh điện tu đồ ngày 2-3 thờ, cái mẹ đi tu thì nó theo tu. Vậy mà giết nó lanh lắm quý vị, tuy nó không có nói chuyện được nhiều nhưng mà câu Phật hiệu niệm được, danh hiệu Phật nó niệm được, mà nó học những cái động tác rất là nhanh, những động tác nó học rất nhanh mà nó rất là lanh lẹ, rất là vui quý vị, rất là vui luôn, nó hài hước làm cho nhiều người thích đó. 5 tuổi mẹ nói là từ khi nó vô đây hơn nửa năm tới giờ là nó phát triển đặc biệt ngoài sức tưởng tượng mẹ nó nghĩ đến luôn. Và những đứa thấy có những đứa bé nó sanh ra đời với những cái nghiệp như trên thành phố lúc trước, con đứa bé nó người nó hôi thối, vậy mà đến chùa mình lớp đạo làm con niệm Phật này kia từ từ hết chưa. Ở có những đứa bé mà cha mẹ nói rằng là nó chậm phát triển, có khi những đứa bé nó khờ, vậy mà đeo máy niệm Phật rồi cái niệm Phật viết với nó, vậy mà nó thay đổi chuyển nghiệp đúng rõ ràng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, có Phật hiệu này hay lắm quý vị à. Chính bản thân nhà Đức thấy rõ ràng mình ngoài đời thì nó cũng lanh nói chuyện đồ này kia nhạy bén một chút, chứ nếu về nói cái chuyện giảng thuyết hoặc là về cái nhân duyên cái chúng sanh thì không có nhiều đâu, không có nhiều. Và những đức vào trong ngôi Tam Bảo tu hành mười mấy năm thì những đức cũng niệm Phật thôi. Mà bây giờ một tuần lễ có khi chúng ta giảng pháp 22 buổi, một tuần giảng 22 buổi, vì nghĩ một tháng bao nhiêu buổi, quá nhiều luôn. Hàm hàm Phật tử ngày nào người ta cũng nghe, nhiều trang ngày nào người ta cũng chia sẻ, mà Phật tử như mỗi tuần chủ nhật đến nghe rõ ràng luôn, tuần nào nghe nó cũng có cái khác, tuy là xây dòng có Phật hiệu nhưng đều có cái khác, đều có cái sống động. Thì như Đức muốn nêu điều này lên cho quý vị nghe, thì quý vị thấy rằng là có Phật hiệu nó phát duyên, phát phước, phát triển thông minh trí tuệ, và có Phật hiệu phát triển được thọ mạng kéo dài, sức khỏe, sống lâu, vui vẻ. Chỉ cần người chân thật tin, chân thật niệm, có sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời luôn, 100%. Chính cuộc đời Nhân Đức là thay đổi từ câu Phật hiệu. Và bao nhiêu con người luôn niệm Phật thay đổi cuộc đời, từ sự khổ đau, hụt hẳn, chán nản, bị bỏ rơi, đủ chuyện, niệm Phật có thể thay đổi được những sự khổ đau đó luôn. Nhưng mà phải chân thật niệm câu Phật hiệu. Chân thật là sao? Là câu Phật hiệu này mình phải tin. Mà khi niệm rồi thì con người mình nhìn lại mình và tự mình thay đổi là nó tốt dữ lắm luôn, rất là tốt. Có những đứa bé nhỏ nó biết gì đâu, nó cũng niệm Phật thôi mà nó thay đổi đấy, thấy chưa? Vì nhớ Phật nên nó phát triển. Con người người ta thí dụ như đứa bé này nó chậm phát triển đi, nó niệm Phật đi thì đầu óc nó phát triển theo cái việc niệm Phật của nó. Rồi nghiệp quả câu thúc tự nhiên buông tay ra, giống câu Phật hiệu là một liều thuốc để chữa bá bệnh, từ bệnh thân, bệnh tâm. Nhiều bệnh trong cuộc đời này dùng câu Phật hiệu áp dụng lợi ích rất là lớn, mà không có tác dụng phụ. Niệm Phật không có tác dụng phụ, có nghĩa là thư thới cái tâm, dịu cái tâm đi niệm Phật, không có tác dụng phụ chút nào. Nhớ, niệm Phật không có tác dụng phụ, phải nhớ chỗ này. Dùng câu Phật hiệu này không có tác dụng phụ,
Thí dụ như một con người này, người ta gia đình người ta có người mắc buồn khổ chán nản gì đi, người ta nghe những buổi giảng như Đức là người ta hiểu liền, người ta cởi mở liền, người ta biết người ta nên làm cái gì để cho người thân người ta. Nên tất cả những Phật tử mà đi về chùa mình, đa phần người ta đều biết làm những việc gì lợi ích cho người thân, cho ông bà cha mẹ, cho anh chị em đã chết hoặc còn sống. Vậy thì cái việc mà nghe pháp là cái việc lợi ích rất là lớn, để mình hiểu biết, để mình áp dụng Phật pháp trong cái cuộc đời của mình và giúp cho nhiều người. Tại vì chính bản thân những đứa gặp Phật pháp là thấy cái lợi ích này quá lớn, lợi ích này cực kỳ lớn luôn quý vị. Và trong Phật pháp quý vị biết rằng dạy rất là nhiều cái hay, dạy cho người quý vị sẽ sống có quy tắc nữa chứ, và giúp quý vị hạ bớt cái ngã mạn con người quý vị xuống. Có người mình tu không khéo nó lại kiêu ngạo ngã mạn quý vị, nó được chỗ này mà nó lại tăng chỗ kia, không khéo nó bị gì đó. Mà cái bệnh kiêu ngạo ngã mạn là cái bệnh nguy hiểm vô cùng. Cái bệnh kiêu ngạo ngã mạn là bệnh rất là nguy hiểm. Quý vị nhớ là quý vị đi đến đâu mà cái người trên hay người lãnh đạo cấp trên của mình mà sắp xếp mà mình không chấp hành là quý vị bị đào thải là chắc chắn luôn, 100% luôn. Vì người ta là cấp trên, nếu quý vị nằm vai trò là cấp trên mà vì nói người ta, ta không nghe, vì chịu không? Không bao giờ chịu luôn. Nên những đức cũng không phải là người đặc biệt gì, nhưng mà mình càng làm cái công việc lo cho đại chúng mình mới nghĩ đến cái việc cái người là làm lãnh đạo có cái khó, cái người làm trên mình người ta có cái khó của người ta, mình đã khó rồi người ta còn khó hơn mình. Vai trò mỗi người nó có cái khó ấy vậy. Mình là một ngôi chùa thôi, hai ngôi chùa, ba ngôi chùa đã có cái khó à, không chi là lãnh đạo của một huyện, một tỉnh, một nước, nó khổ cỡ nào, không đơn giản. Nên từ nơi đó mình làm cái vai trò lãnh đạo, mình sẽ hiểu, thông cảm với người lãnh đạo. Còn cái vai trò của mình nó quá thấp thì mình có cái khó gì đi chăng nữa, mình nghĩ cái người trên nó còn lo bao nhiêu công việc, nó càng bận tâm hơn mình. Có người mình sống với càng mình nhận thức được gì thôi thì con người mình đặc biệt lắm luôn. Có người không phải là nó không có sai đâu quý vị, nhưng mà mình từ từ mình suy nghĩ ra, thông suốt cái tâm mình. Đừng có dậm chân một chỗ, cứ nghĩ mình đúng, người ta sai. Là con người mình không có học được một cái gì, nó thành tiêu cực, con người nó không có phát triển được. Nó nên từ nơi đó mà mỗi một hàng Phật tử mình nghe đạo mỗi ngày, tuy là một câu Phật hiệu niệm đến cùng để cầu sanh cực lạc, nhưng câu Phật hiệu này nó cũng áp dụng trong cái cuộc đời mình luôn, chứ không phải nó không biết gì đâu quý vị à. Nên nó chúng trong chùa mình đông, quý vị biết rằng những đức sắp xếp bao nhiêu việc ở trong chùa, điều chỉnh việc này việc kia việc nọ, vừa chỉnh chỗ này thì chỗ kia nổi lên, chỉnh chỗ kia chỗ nọ nổi lên. Nên không có bao giờ mà mình nói trong cuộc đời này mà người mà mình rảnh đâu quý vị à, không có rảnh đâu. Trong nhà vì có hai ba người thôi, vì nói đứa này đứa kia nó nổi lên, nói đứa nọ đứa này nó nổi lên. Vợ cố gắng thì chồng cái này cái nọ, chồng cố gắng thì vợ này kia. Mình thấy cuộc đời nó là như vậy mà, đúng không? Nên mình á, nếu mà không có vật hiệu mỗi ngày để nhắc nhở mình thì con người mình sân si, phiền não, khó chịu, bực bội đủ chuyện xảy ra. Nên á, mỗi một con người mình nhận thức được thì tự nhiên mình sống hết lòng hết dạ. Khi con người mình sống hết lòng hết dạ, mở rộng cái tâm ra thì cái góc độ nhìn thấu mình sâu sắc lắm, góc độ nhìn thấu mình rất là sâu sắc luôn. Nhớ, nên mỗi một con người mà sống mà muốn làm vai trò lớn là con người mình tâm lượng mới mở rộng ra. Nghĩa Đức nói câu này không biết bao nhiêu lần luôn, mà cái tâm người mà mở rộng ra cũng ít phiền não, mà có phiền não đi chăng nữa nó cũng thoáng mau, tại vì nó loạn quý vị, nó loạn. Còn cái tâm mình nó quá nhỏ như một ly nước thì bỏ một giọt mực vào thôi là nó đục ngầu, còn một lu nước bỏ một giọt mực vào chưa thấm vào đâu, đúng không? Giống như cái tâm mình nó quá nhỏ hẹp, chỉ cần một chút phiền não là nó làm cho mình khổ. Còn cái tâm mình mở rộng ra, phiền não bỏ vào nó loạn đi. Nên con người tu hành là mở rộng tâm lượng. Tu hành là mở rộng tâm lượng.
Cái việc tu hành là quý vị biết rằng tu là tu sửa, sửa những hành vi sai lầm là tu hành. Nhớ. Rồi cái điều rất quan trọng của mình nghe đạo đó là mỗi người chúng ta tu đạo nó nuôi dưỡng được một cái tâm giải thoát. Chữ giải là hiểu được cuộc đời vô thường, chữ thoát là không phiền não, chói buộc. Là mình thoát rồi đó quý vị. Nên có người mà không hiểu được cuộc đời vô thường thì mình chấp cái cõi này hơn thua đấu đá biết chừng nào ngưng. Còn mình hiểu được cuộc đời này vô thường nên mình mới sống những ngày tháng đặc biệt, mình không có thể nào để trong tâm những điều khó chịu nặng nề, khổ không chí. Nên nó mới giải thoát được cái tâm. Nên học đạo là nó nuôi dưỡng cái tâm giải thoát. Nhớ nghe, học đạo là nó nuôi dưỡng cái tâm giải thoát. Nuôi dưỡng cái tâm giải thoát là một cái gì cực kỳ quan trọng. Nếu như người học đạo mà không có nuôi dưỡng cái tâm giải thoát thì việc học đạo vô ích. Mà cái tâm giải thoát là nó áp dụng trong cuộc đời mình, sống vui vẻ, sống tự tại, sống an lạc. Nhớ, nên tất cả những người nghe đạo là nuôi dưỡng cái tâm giải thoát. Công việc trong ngôi Tam Bảo mình có nhiều cỡ nào nhưng phải nuôi dưỡng cái tâm giải thoát. Mỗi ngày phải siêng năng niệm Phật. Quý vị biết rằng niệm Phật là thuốc, phiền não là bệnh. Nên mỗi ngày chúng ta luyện cái loại thuốc này thường xuyên thì phiền não đến thì nó quá giải liền. Tại thường ngày là mình luyện thuốc này rồi, luyện cái viên thuốc vô lượng giác thì vô lượng mê đến thì nó quá giải. Còn mình mỗi ngày mình không chịu lo luyện cái vô lượng giác, khi mê hoặc điên đảo đến là mình hoàn toàn bị chói buộc tối tâm, ngu si. Nên mỗi người mình phải nhận thức được sâu sắc. Khi nhận thức được thì đặc biệt vậy lắm, rất là đặc biệt. Nên hàng Phật tử mỗi ngày được nghe gì rồi quý vị thấy sáng cũng như một liều thuốc vậy quý vị. Nghe làm mình phấn chấn lên quý vị. Cuộc đời mình còn phải giải quyết bao nhiêu vấn đề, mình mà không phấn chấn sao mình làm việc được đây. Quý vị cứ nghĩ đi, trong cái cuộc đời này mà lừa tới lừa lui, cuối cùng cái khổ đau vẫn là chúng ta đeo mang chịu. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì có đâu quý vị. Cái gì mà cầm theo đâu. Vì mà lừa tới gạt lui, lừa tới gạt lui, quý vị coi xã hội quý vị công nhận không? Mình sống mình xã hội mình thấy mỗi một cái công việc quý vị lừa tới gạt lui đủ chuyện. Trong chỗ làm, chỗ công ty hay bất cứ nơi buôn bán, quý vị thấy không? Rõ ràng không? Nó làm cho con người mình phải lao theo cái dòng sống mà lừa tới gạt lui đó. Nếu như mình mà mỗi ngày mà không được nghe pháp, không có một cái pháp tu thì quý vị nghĩ con người mình cỡ nào? Tiêu rồi. Nên mỗi ngày phải nhớ ai với đạo Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Hàng Phật tử phải nhớ. Không được giải đãi. Người tu xuất gia, người trong ngôi Tam Bảo càng phải siêng năng niệm Phật. Càng phải hừng hực cái tâm giải thoát mạnh lên. Con người mà cái tâm giải thoát nó mạnh lên thì cái tâm phiền não kia nó giảm sút. Cái tâm mình giải thoát, cái tâm mình biết được cuộc đời này vô thường, mình đi buồn giận, mình trách hẳn ai làm gì. Dù người ta đối xử với mình có tệ bạc, mình cũng không có hận thù làm gì, không có bực bội làm gì. Có bực một chút mình cũng xả ra liền, không có để lâu. Vì mình biết thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nên cái tâm tu của mình càng ngày nó càng nhẹ lắm quý vị. Rất là nhẹ. Vì nhớ nè, cái tâm giải thoát nó càng mạnh thì con người của mình nó càng nhẹ nhàng. Càng tu rồi người nó càng phơ phớ. Càng tu nó phơ phớ. Vì cái tâm giải thoát mà nó mạnh thì cái tâm con người mình buồn giận hận trách nó nhẹ thì con người mình nó khỏe chứ sao. Con người mà buồn giận hận trách nhiều là nó nặng, nó khổ. Nhớ. Nên á, mỗi ngày chúng ta phải nhớ Phật niệm Phật. Này là cái quan trọng nhất quý vị. Đi đứng nằm ngồi, cái bấm số này, cứ tập bấm số. Sáng như Đức gặp một vị thầy trong chùa, như Đức nói công việc của các anh em càng ngày càng nhiều. Có khi từ khóa tu cũng không ổn định,
công việc nhiều quá, mấy anh em phải siêng bấm số mỗi ngày mót có Phật hiểu. Mình mà không niệm Phật cái nữa là khi phiền não nó ập đến là chết. Nhân đức là mỗi ngày nhờ khuyên người niệm Phật cũng như khuyên mình niệm Phật. Khuyên người ta niệm Phật nhiều quá nên bản thân mình nó hướng đến câu Phật hiệu. Khuyên người ta giải thoát nên tâm mình cũng giải thoát. Mình đang bực bội phiền não với ai, mình khuyên người ta quá giải cái tâm phiền não thì phiền não tâm mình ít. Như mỗi ngày người ta nghe Nhân đức giảng gì nè, người ta vừa mới chớm lên cái việc mà phiền não bực bội là nó giải liền. Nên Nhân đức nói mỗi ngày quý vị nghe Pháp rất là quan trọng. Vì sao? Vì mình vừa nó chớm lên cái gì mà không vừa bụng, không vừa lòng, cái là nó tắt. Tắt liền. Tại vì mình được nhắc nhở niệm Phật, nhắc nhở giải thoát, nói vô thường. Trần gian là cõi mộng mà, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng chỉ là mộng mà thôi. Nên mình phải về thế giới cực lạc quý vị. Ở trong cái cõi này có khi nó vẽ lên một bức tranh thiệt là đẹp cho mình bước vào. Mà mình bước vào rồi mình mới thấy đúng là nó trả một cái giá rất là đắt cho cuộc đời. Có nhiều người nó vẽ lên một bức tranh quá đẹp cho cuộc đời mình luôn. Rồi mình mê bức tranh đó, mình bước vào mình phải trả một cái giá rất là đắt cho cuộc đời. Nên mới nói là trần gian là cõi mộng. Nên mỗi một con người mình phải nhắc nhở mình gây dựng cái tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc cho nó mạnh. Không có được giải đãi. Nghe gì cái là mình đề xuất niệm Phật liền. Chứ không niệm Phật thì làm gì? Có Phật hiệu là vô lượng công đức, vô lượng phước duyên. Niệm Phật liền không nói gì. Nghe cái là niệm Phật liền, đề xuất liền, không có nói dòng gió chứ. Vì có Phật hiệu vừa niệm lên là vô lượng công đức. Có Phật hiệu vừa niệm lên là vô lượng công đức, gì dám niệm. Không có làm cái gì mà nói vô lượng công đức, chỉ niệm Phật là vô lượng công đức, sao niệm. Vừa nghe cái là niệm liền. Một năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, 100 năm sau, nghe công đoạn này, người nghe cái là niệm liền. Vì công nhận không? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, sao niệm liền đi. Nên mỗi ngày niệm Phật là phước sanh vô lượng, sao niệm. Nên nếu cứ tiếp nói câu Phật hiệu, phước sanh vô lượng, phải rồi. Nên người trong chùa hay người ngoài đời cứ nghe là niệm câu Phật hiệu liền, thì sao niệm. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà xá, thì sao niệm Phật. Sao niệm Phật. Nên những người mình niệm Phật, gia đình niệm Phật, rồi trong gia đình mình có bệnh đau cũng niệm Phật, rồi có bầu bì niệm Phật. Bây giờ bầu bì không làm được gì, niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, nghe Pháp gì rồi niệm Phật. Cơ hội bây giờ mang bầu không làm gì, nghe Pháp niệm Phật, vui vẻ nghe Pháp niệm Phật. Cứ vậy mà làm, đến khi sanh con, mẹ tròn con vuông, điều tốt đẹp hết. Nhớ cái câu niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Ai vậy đà Phật, 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 ai vậy đà Phật. Hoặc là ai vậy đà Phật, 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 ai vậy đà Phật. Cứ như vậy mà niệm. Niệm làm sao mà cái tâm trạng thoải mái nhẹ nhàng niệm Phật. Trước mắt mình người ta có làm cái gì mình cũng ai với đà Phật. Cứ niệm Phật. Đã nói là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, thì cứ niệm câu Phật hiệu là phước sanh vô lượng. Không niệm Phật muốn suy nghĩ cái gì, tùm lum tùm la làm chi vậy? Mỗi ngày những đức chỉ có làm như vậy, khuyên người như vậy. Mà chùa số lượng người đông như vậy mà việc gì cũng ổn định đâu vào đó đàng hoàng. Là nhờ cái gì? Là nhờ niệm Phật. Vậy nhớ, niệm Phật thì mọi việc bình an, mọi việc đều tốt đẹp. Không niệm Phật thì rắc rối, tùm lum chuyện hết chứ. Không niệm Phật thì đủ chuyện rắc rối chứ. Càng phanh phôi, càng nói này nói kia thì nó càng nhiều việc lu bu lộn xộn. Niệm lên câu Phật hiệu là xong giải quyết vấn đề.
A là Bồ Di Đà, là lượng Phật, là giác. Vô lượng giác thì giải quyết vấn đề. Còn nếu mà mê hoặc thì tùm lum chuyện xảy ra. Nên chúng ta càng niệm Phật quý vị, niệm Phật là việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời của người chúng ta. Mình là gặp được tịnh độ, gặp pháp môn niệm Phật, pháp môn niệm Phật là báo Phật vô giá. Cứ niệm có Phật hiệu đi là việc gì cũng tốt đẹp hết. Nhớ nha. Trong cuộc đời này không có việc gì mà có thể tròn vẹn nữa. Có Phật hiệu là tròn vẹn. Nên đề xướng niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Nghe gì rồi cảm thấy trong lòng mình ấm áp gì đâu. Quá ấm áp. Người mà bỏ câu Phật hiệu thì quá dại khờ. Bạn đi tìm phước, tìm duyên, bạn làm cách này, cách nọ, cách kia, làm sao bằng bản niệm Phật. Mà câu Phật hiệu này đặc biệt vô cùng. Bạn ngồi trên xe, bạn ngồi ở đâu, bạn ở chỗ nào, bạn niệm Phật đều được hết. Chỗ nào bạn cũng niệm Phật được hết. Chỗ nào mà dơ giấy này kia quá thì niệm thấm. Bạn niệm ai với Đà Phật cũng được. Bạn niệm Nam Mô với Đà Phật cũng được. Bạn cứ niệm Phật, điều này nó quá tốt, đặc biệt vô cùng. Mà gây dựng cái tâm giải thoát cho bạn, bạn lại vui vẻ an lạc. Tại sao bạn không niệm Phật? Bạn bỏ cái Phật hiệu đúng là quá dại. Tập làm cái gì cái miệng cũng niệm Phật. Cứ niệm Phật là tốt đẹp nhất. Trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm giải tỏa nhiều vấn đề cho cuộc đời chúng ta. Nhiều thứ rắc rối, việc này, việc nọ, việc kia, niệm Phật đều cởi mở được hết. Sống trong cuộc đời này bao nhiêu việc xảy ra để làm mình lo âu phiền não. Câu Phật hiệu là quá dài. Nhớ, câu Phật hiệu là quá dài. Cuộc đời có người đến với nhau, gặp nhau khi nhau niệm Phật, gặp nhau chào nhau bằng nụ cười, niệm một câu Phật hiệu, quá hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta. Nên những đức nói những ngày thứ bảy, chủ nhật đúng là những ngày tu phước duyên thù thắng. Bao nhiêu con người gặp nhau để nghe pháp niệm Phật. Quý vị coi như những hôm qua, những bài giảng ngày chủ nhật quý vị nghe thế, ý nghĩa vô cùng, lợi ích lớn vô cùng. Mỗi một người mình nghe xong gì mình nghe lại nữa, nó cảm thấy cuộc đời mình quá mừng, mình sống quá ý nghĩa quý vị. Có nhiều con người ta bây giờ người ta lao theo vật chất, có biết tu gì đâu. Mình mỗi ngày được nghe pháp, quý vị công nhận là mình hạnh phúc quá không? Quá hạnh phúc luôn. Cái duyên này quá đặc biệt nên mỗi ngày mình đều được nghe pháp. Ngày nào mình cũng nghe pháp hết. Nên mỗi một người mình tạo cái phương tiện cho người khác được nghe pháp. Mỗi người mình lập một cái trang Facebook của mình, mỗi một cái trang mạng của mình, lấy những bài Phật pháp gì để vào trang của mình, chia sẻ rộng ra mỗi người biết thêm. Một người người ta được cái sự chia sẻ Phật pháp của mình cho người ta nghe là mình đã có phước lớn vô cùng. Tại sao việc này mình không làm? Mỗi một người chúng ta có phước thì cuộc sống nó ổn định. Nên những đức nói rằng cái trang mạng internet bây giờ nó cơ hội cho vị tu phước duyên hay, rất là hay. Lập ra trang đồ này kia kệ, một người hai người nghe mình cũng có phước. Kiên nhẫn từ từ sẽ có nhiều người nghe. Mình vào những cái trang quảng cáo cho nhiều người biết để người ta được nghe pháp. Quý vị dùng mọi cách cho người ta được nghe pháp. Trong cái cuộc đời này bao nhiêu cái khổ đau, nghe pháp nó mới cởi mở tâm tư. Chính bản thân mình, quý vị công nhận không? Chính bản thân mình nên gieo duyên cho người ta. Dù người ta chưa tiếp nhận gì mấy nhưng mà đã gieo duyên rồi. Vị nhớ nè, thiện duyên hay ác duyên đều được độ. Nhớ, người nghe có Phật hiệu, thiện duyên hay ác duyên đều được độ. Chấp nhận hay không chấp nhận đều được độ. Chỉ có cái không có duyên gì thì không độ được. Thiện duyên cũng độ được mà ác duyên cũng độ được. Chính bản thân chúng ta đời này phải niệm Phật sanh cực lạc. Duyên cực lạc chúng ta sẽ độ được chúng sanh. Thiện duyên hay ác duyên đều được độ. Nhớ, thiện duyên hay ác duyên đều có duyên. Chỉ có cái là không có duyên thì không độ được. Nhớ. Nên quý vị đọc ở trong đó, những câu chuyện niệm Phật diệt tội, thấy rõ ràng thiện duyên cũng đến độ được mà ác duyên cũng đến độ được. Dùng câu Phật hiệu để niệm, tội trước tiêu trừ. Một câu Phật hiệu niệm lên thì xiềng xích đều tan biến, chuyển thành hoa sen.
thì coi cái công năng niệm Phật lớn cỡ nào chứ. Nhưng mà có nhiều người niệm Phật lại bỏ tịnh độ, không niệm Phật. Một câu Phật hiệu mà niệm lên xiềng xích đều tan biến. Một câu Phật hiệu mà niệm lên thì ác mộng tự tan biến. Ngủ gặp ác mộng sợ hãi, lo âu chuyện này chuyện kia, câu Phật hiệu vừa niệm lên thì ác mộng tự tan biến liền. Thù thắng như vậy vì sao không niệm Phật? Quý vị coi công nhận là lúc quý vị gặp ác mộng này, quý vị chỉ cần nhớ niệm một câu A Di Đà Phật là tự tan biến liền. Cách đây mấy ngày Nhân Đức ngủ gặp một cái giấc mộng, thấy mình ở một cái nơi mà thấy lạ lắm, mà cảnh vật rất là đẹp. Nó giống như là một cái khu rừng đẹp vô cùng, mà cái khu rừng nó lại có một con sông rất đẹp. Mà mình ở một ngôi chùa thiệt là to ở cái khu rừng đó. Ngôi chùa rất là to mà rất nhiều người niệm Phật, mà toàn là những người rất là lạ. Mà mình lại ở đó, mình hướng dẫn ta niệm Phật rất là đông. Quý vị biết rằng trong giấc mơ thấy vậy thôi, mà cái cảm giác nó vui thiệt là vui. Ở trong cái giấc mơ nó vui thiệt là vui vì sao? Ở trong giấc mơ mình cũng niệm Phật mà nghe tiếng niệm Phật nó rình rang á. Nghe tiếng niệm Phật mà cái âm điệu mà tu của chùa mình nó niệm rình rang như một khu rừng nó niệm Phật. Rình rang á. Mà cái cảnh quan nó đẹp, thiệt là đẹp. Mà kế đó lại có một con sông nhìn đẹp vô cùng. Mà mình lại ở đó. Chắc Nhân Đức nghĩ sau này chứ mình còn một đạo tràng lớn nữa quá. Nên Nhân Đức trong lòng nó nói sau này đời mình còn một đạo tràng thiệt lớn nữa ta, không biết ở nơi nào. Thấy niệm Phật quá trời đông luôn, mà thấy cái âm điệu niệm Phật là cái thời khóa tu của chùa mình, niệm mà người ta niệm đông thì là đông như một khu rừng niệm Phật vậy đó. Rồi mình đi tới một chút nữa thì thấy quá trời người xuất gia, đông thiệt là đông người xuất gia để cùng niệm Phật. Mình lại khuyên người ta cố gắng niệm Phật, nên trong cái giấc mơ nó thiệt là vui. Rồi xong mình niệm Phật cái thức dậy là tới giờ mình đi chia sẻ Phật Pháp luôn. Mà giấc mơ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nên mỗi một con người mình khuyên người ta niệm Phật chứ, trong mơ cũng thấy khuyên người ta niệm Phật, trong mơ cũng thấy khuyên người ta niệm Phật, nên trong lòng nó vui sướng lắm quý vị. Nên câu Phật hiệu này mình phải thường xuyên niệm, thường tập niệm, phải tập viết cho quen niệm luôn. Nên Nhân Đức nói rằng cách mà niệm Phật mà không bị gián đoạn đó là chiếc máy bấm số, phải đưa lên số lượng để tập thành thói quen niệm Phật. Nhân Đức đã nói rằng chiếc máy bấm số này từ khi phát triển tới giờ chùa mình rất nhiều người thành tựu, đặc biệt thù thắng móc câu Phật hiệu bằng chiếc máy bấm số, rất là hay quý vị, cực kỳ hay luôn. Mà bé Liên Tịnh 11 tuổi cũng vậy, giảng sanh thù thắng cũng từ bấm số mà ra, từ niệm Phật bấm số mà ra. Thì coi cái đám của cháu quý vị coi, phải quý vị tăng thêm tính tâm không? Cháu mắt quý vị coi, người ta duyên phước thù thắng, cái đám của cháu mà người ta đưa đi hộ niệm đông đến mức gì, ngồi hộ niệm quá trời đông luôn. Rồi buổi nói chuyện đó cũng vô cùng quan trọng, tín nguyện nữa. Rồi đưa đi thiệt là đông quý vị coi. Phải là duyên phước người niệm Phật thù thắng không? Vì ta thấy mấy đứa con nít nào mà mắc mà được thù thắng gì? Chỉ con nít niệm Phật giảng sanh thù thắng gì, thấy không? Rõ ràng luôn. Trong một ngày đó cũng có một người mắc đúng một chiếc xe, đưa một cái quan tài, trong đó ngồi có 3-4 người. Còn riêng bé Liên Tịnh 11 tuổi là nguyên một đoàn xe đưa đi đông như vậy. Quá cho người ta đông, quý vị thấy không? Nên cái duyên phước của mỗi người nó khác nhau rõ ràng. Mà cháu làm cái gì để tạo cho duyên phước thù thắng như vậy? Chăng thật biết nghe lời niệm Phật mà duyên phước thù thắng gì? Chỉ có nghe lời niệm Phật thôi mà thù thắng như vậy. Ai biết cháu đâu?
Thì chính cháu ngoan, cháu niệm Phật, như Đức nêu cháu lên. Như Đức nêu cháu lên, nhiều người mới biết đến cháu. Duyên phước cháu như vậy mà tăng lên thù thắng. Như năm xưa, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nêu Hòa Thượng Hải Hiền, chứ có mấy người biết Hòa Thượng Hải Hiền đâu. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày nêu lên một cái thôi, bao nhiêu con người khắp nơi trên toàn thế giới đều biết đến Ngài. Mà Ngài ra đi thù thắng nữa. Quá đặc biệt. Cháu liên tịnh 11 tuổi này, rõ ràng không? Niệm Phật siêng năng, biết nghe lời, nêu lên một cái bây giờ khắp nơi nơi người ta biết đến cháu. Cuộc đời cho cháu đến đây độ vô lượng chúng sanh, rõ ràng không? Quá ý nghĩa. Quý vị nhìn từ chỗ này, quý vị nên siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật. Có Phật hiệu này thù thắng, khi còn sống niệm an lạc tự tại, khi ra đi cũng nhẹ nhàng mà đi. Quá thù thắng, vì sao chúng ta không niệm Phật? Không niệm Phật chúng ta niệm cái gì bây giờ? Mọi người nên tinh tấn niệm Phật, không có được giải đại. Khi mình cặn tư nghiệp, ai giúp mình? Nương tựa vào ai? Chỉ có Phật. Chỉ nương tựa vào Phật là bình an nhất. Vì sao không niệm Phật? Nhớ phải thường xuyên niệm Phật, buông xuống cái tâm hờn giận, buông xuống những cái tâm đó đi. Trong cuộc đời này nhân vô thập toàn, không có cái gì mà tròn vẹn nữa chứ. Cái gì mình nhắc nhở mình nói xong rồi thôi, không có buồn giận hận trách ai làm gì. Người ta làm không phải tự người ta chịu. Riêng bản thân chúng ta cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Nhưng mà con người sống, nếu như mình chân thật nhiệt tình, có lễ phép cung kính, thì con người mình sẽ đặc biệt thu thắng. Cái tâm cảm ơn quan trọng lắm quý vị. Bây giờ ngày nào quý vị cũng được nghe Phật Pháp, nếu như mà mang một cái tâm mà không biết cung kính, chân quý, thì sau này nó hết gì? Con người mình được một cái gì mình nên nhận thức để rồi mình nên chân quý, hết sức là chân quý. Mỗi một người nghe Pháp phải có tâm chân quý. Ngày Chủ Nhật đều đến, những đức thấy Phật tử ai cũng nhiệt tình muốn nghe Pháp, mừng cho quý vị. Nhờ như vậy mà những đức cũng siêng năng thuyết Pháp cho quý vị nghe nữa. Mà mình mỗi ngày sống trong cái pháp vị quý vị, giờ toàn là khuyên niệm Phật không nghe gì, nó tự tại nó nhẹ nhàng gì đâu. Cuộc đời con người có mấy buổi cơm ăn thôi mà cả đời người phải lo âu quý vị. Quý vị coi, quý vị cứ niệm Phật gì rồi sống lai rai, bữa nào cũng có cơm ăn mà. Không cần giàu sang quá, cái quan trọng là sống tốt kìa, có phương hướng giải thoát. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, cứ niệm Phật đi, không có sao đâu, đừng có lo. Cứ chân thật niệm Phật, sống làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Lễ Di Quan Âm đồ đến, nhiệt tình hết lòng phát động chương trình dẫn ta đi tu. Phật tử nước ngoài đồ này kia sắp xếp trở về Việt Nam để dự 4 ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là cơ hội hy hữu thù thắng. Từ khi kẹt quá không đi được, mình mới lại trực tiếp. Còn nếu mình về được trực tiếp, mình lại cùng chung thì quá tuyệt vời luôn, đặc biệt dữ lắm. Quý vị biết rằng mình ngồi mình nghe Pháp trực tiếp ngày Chủ Nhật, quý vị thấy nó lợi ích quá lớn. Còn mình ngồi ở nhà mình có khi mình nghe gì, nó chưa thu nhiếp bằng mình ngồi trực tiếp. Nên vì sao mà nhiều Phật tử ai cũng, người ta cũng muốn lên phía trên người ta ngồi. Vì sao? Vì nó trực tiếp, giống như cái ánh sáng. Cái điểm nào mình ngồi nghe ánh sáng thì rõ ràng đó. Còn mình ngồi cái chỗ mà thiếu ánh sáng thì nó lờ mờ. Nên mỗi một con người mình, mình toàn là phàm phu, mỗi người mình, mình biết trân quý những cái nhân duyên mình được, nên hết sức trân quý. Còn chị em, anh em đi tu, mỗi người mình nên điều chỉnh cái tâm mình. Nhất là cái tâm hơn thua đố kỵ, cái tâm không vừa lòng không vừa ý, bỏ đi cái tâm này. Mang cái tâm này khó có sự an lạc. Con người đến với con người đừng có nên tạo ra cái hiềm khích. Tạo ra cái hiềm khích là nó sẽ trở ngại con đường giảng sanh. Vì cái hiềm khích là cái nghiệp trước. Nên ai hiềm khích kệ người ta, riêng bản thân mình cởi mở càng sớm càng tốt. Mỗi người người ta đi tu hành, người ta được nhân duyên nào là người ta đã gieo nhân gặt quả nhân duyên đấy. Nhớ, đừng có nên hiềm khích. Cái tâm hiềm khích là cái tâm ích kỷ. Cái tâm bất bình là cái tâm làm cho động đất.
cái tâm tham lam thì làm cho gió bão. Tham lam làm cho nước dâng, ngu si làm gió bão, sân hận làm nóng bức, bất bình làm động đất. Vì coi cái tâm mình sao làm cho hoàn cảnh quả địa cầu chúng ta bị như vậy. Tại sao mỗi một con người chúng ta nghe đạo biết tu rồi, đừng có mang cái tâm không vừa lòng không vừa ý nhau làm gì. Con người biết tu muốn cầu sanh cực lạc mà, mỗi ngày mình nghe pháp thầy giảng suốt mà mình mang cái tâm bất bình không vừa lòng không vừa ý, nay chơi người này mai chơi người kia, chí cứ niệm Phật cho tốt, chung chung thôi, chứ mọi người chung chung thôi. Cái gì mình thấy nó hơi có sự trở ngại, tự nhiên mình biết khéo léo tránh liền. Ai phía sau chăm chích mình, họ tự nghe. Vì nhớ rằng mình là người niệm Phật, cứ lo niệm Phật. Phía sau chăm chích là cái gì? Một là mình nghe được thì đó là sự nhắc nhở mình để cảnh tỉnh. Hai là họ tự nói, họ tự nghe. Cái người mà sống trong cuộc đời mình thường đi chăm chích người khác là giống hệt như ngước mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng chưa đến giờ văng vào mặt mình. Nên mình là người nghe đạo biết tu, tránh đi những cái tâm đó, đừng có áp vào để dính vào phiền não. Nên những đức nói ở trong chùa lo cho bao nhiêu con người, gặp bao nhiêu con người, giải quyết bao nhiêu vấn đề, những đức khéo léo buông xuống nên nó mới nhẹ nhàng. Không khéo léo buông xuống thì đúng là quá trở ngại, phiền phức, quá phiền phức luôn. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là mình phải hiểu biết thì mình khéo tu, hiểu biết thì là khéo tu. Nhớ cái gì được sự nhắc nhở gì nó quá xác thực không? Nó quá xác thực cho mình. Mình đi tu mà không khéo, mình lại nuôi cái tâm hiềm khích, cái tâm không vừa lòng không vừa ý, cái tâm nói rằng nghĩ rằng là nó không công bằng này kia. Trong cuộc đời này sao mà nó công bằng được hết? Sao mà công bằng được hết? Phước duyên mọi người khác nhau sao mà công bằng được hết? Người thì được gì, người được kia, người được nọ. Nên tại sao những đức đến với hàng Phật tử chung chung mà. Những đức đều là chung chung với hàng Phật tử. Những đức thấy ai đủ duyên, những đức sắp xếp à, đến chùa gặp à, sắp xếp chỗ nghỉ gì à, thôi. Còn ngoài ra toàn là quý thầy mấy chú tự sắp xếp đi đến chùa gì, lên nghe pháp thì à, nó mới bị lên bị nghe vậy thôi. Nên từ nơi đó mà chứ những đức có bao giờ nói rằng à, để tôi sắp xếp cái chỗ đó cho người đó tôi thích đâu, không có. Tự quý vị sắp xếp chỗ ngồi của mình. Còn những đức thật lòng đem một bài thuyết pháp chia sẻ rộng ra thì giống như là một cơn mưa bình đẳng, tùy mọi người lãnh nhận. Mỗi một con người có tâm cung kính quý trọng bao nhiêu thì được lợi ích bao nhiêu. Còn nghe hờ hợt thì lợi ích ít. Có những người mình vô mình giảng chút xíu người ta đứng lên người ta đi ra, sao ta được lợi ích? Hoặc là người ta không nghe trực tiếp mà người ta đi ra ngoài gốc cây đứng nghiêu ngao bấm điện thoại đâu, nghe được câu được câu mắc. Cái tâm thiếu cung kính thì sao mà được lợi ích? Nên mình phải có tâm cung kính. Nên ăn tổ ngày nói một phần lợi ích là được một phần, một phần cung kính là được một phần lợi ích. Phải nhớ, một phần cung kính là được một phần lợi ích, 10 phần cung kính là được 10 phần lợi ích. Mình thiếu sự cung kính thì mình thiếu sự lợi ích. Học đạo cũng cùng học, mà người thì được lợi ích rất là nhiều, người thì lợi ích không có bao nhiêu. Là do gì mình thiếu sự cung kính mà ra. Mình mà có tâm cung kính, mình nhìn mình đều học được hết chứ. Nên mang cái tâm cung kính biết ơn thì sống biết hài hòa, sống không có buồn giận ai để trong tâm, lo niệm Phật, gây dựng tín nguyện để cầu sanh cực lạc. Điều này là mang tâm cảm ơn đó quý vị. Nên nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử nghe được mỗi ngày gì, mang cái tâm nhẹ nhàng niệm Phật, thoải mái niệm Phật, an lạc niệm Phật, vui vẻ niệm Phật, tín nguyện kiên cố niệm Phật. Đời này chúng ta phải về cực lạc, phát cái nguyện là đời này mình phải về thế giới cực lạc gặp nhau. Như vậy thì mình mới giúp được tất cả chúng sanh. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.